Thưa quý vị và các bạn, không trực tiếp tham gia chăm sóc điều trị cho bệnh nhân COVID, nhưng công việc của các nhân viên y tế trong đội phản ứng nhanh cũng vất vả không kém và đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, ngày ngày họ vẫn rong ruổi trên các con đường vào tận thôn xóm, buôn làng xa xôi để lấy mẫu xét nghiệm, điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, ghi nhận tại thành phố Buôn Ma Thuột. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhất là khi địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cử nhân Trần Thị Thu Thủy, nhân viên xét nghiệm và cũng là thành viên trong đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế thành phố không có được ngày nghỉ, giờ nghỉ cũng như giấc ngủ trọn vẹn. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần nghe thông tin có trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID cần lấy máu xét nghiệm là chị lập tức lên đường. Công việc áp lực, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng chị luôn cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đợt dịch bùng phát từ bắt đầu 29 tháng 4 tới giờ thì chúng tôi làm việc là cường độ nó sẽ rất là nhiều, không có thời gian nghỉ. Khi mà lãnh đạo gọi bất cứ lúc nào thì chúng tôi sẵn sàng. Còn công việc gia đình thì chúng tôi sẽ tự sắp xếp. Làm sao đó là vừa con cái học hành vừa đảm bảo cho cuộc sống của gia đình và công việc rất hài hòa. Không trực tiếp tham gia lấy mẫu bệnh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19, nhưng công việc của dược sĩ Nguyễn Phước An, nhân viên trạm y tế phường Tân Tiến những ngày này cũng vất vả không kém. Chỉ cần nhận được lệnh điều động của lãnh đạo trạm, dù lúc ấy là ngày nghỉ hay ngày lễ, anh đều có mặt, thực hiện nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm hoặc có yếu tố dịch tễ để qua đó kịp thời đưa ra phương án cách ly, dập dịch hiệu quả. Khi có ca bệnh thì bản thân chúng tôi đi truy vết cũng tâm lý cũng rất là lo lắng. Nhưng tuy nhiên là được phòng bị bởi những trang bị bảo hộ nên chúng tôi đã thực hiện đúng các quy định của hướng dẫn của Bộ Y tế để tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhanh công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột đã thành lập nhóm Zalo với tên gọi 24/24 giờ và 21/21 xã phường. Đồng thời tại trung tâm cũng như mỗi xã phường cũng đều thành lập một đội phản ứng nhanh phòng chống dịch. Với vai trò của mình, mỗi khi nhận được thông tin về trường hợp có yếu tố nguy cơ đi từ vùng dịch trở về, trung tâm sẽ tiến hành xác minh thông tin, sau đó đưa lên nhóm Zalo. Đối với trường hợp ở địa phương nào thì địa phương đó phải có nhiệm vụ điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, đến nay, ngành y tế thành phố đã khoanh vùng truy vết cách ly tập trung 28 trường hợp có liên quan đến các ca bệnh, cách ly tại nhà và địa phương trên 1.700 trường hợp. Theo như chỉ đạo của cấp trên, giống như chỉ đạo của chính phủ, đánh giặc. Thế thì trên quan điểm anh em đã có những cái nhận thức chung và sẵn sàng một cái tâm thế, có nghĩa rằng là dù có hoàn cảnh khó khăn như thế nào nữa, kể cả hoàn cảnh gia đình, tất cả mọi cái gác sang một bên, không kể thời gian giờ hành chính hoặc là giờ ngoài giờ hành chính và thứ bảy chủ nhật, kể cả 12 giờ đêm hoặc 1-2 giờ sáng, khi có cái yếu tố mà liên quan đến vấn đề dịch trả điều tra truy vết thì anh em cũng sẵn sàng để thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn của mình. Đó là một cái mà hiện tại bây giờ anh em y tế đang phải chấp nhận, là một cái việc là đó là liên quan đến công tác chuyên môn nên anh em phải làm, không ai làm thay anh em được. Và đó là một cái hết sức là khó khăn cho những người mà đang thực hiện công tác phòng chống dịch, mà đặc biệt là cái đội đáp ứng nhanh của các trạm y tế xã phường. Những hy sinh của các chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống COVID-19 thật đáng khâm phục và trân trọng. Hy vọng với sự nỗ lực ấy, làn sóng dịch lần này sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, cuộc chiến với dịch còn nhiều cam go. Họ luôn mong mỏi sự đồng lòng của tất cả người dân để ngày chiến thắng trở nên gần hơn.